Chào mừng các em đến với kênh Mái Trường Tuổi Thơ. Rất vui được gặp lại các em trong chương trình chữa phiếu bài tập cuối tuần môn toán lớp 4 tuần 10. Phần 1. Trắc nghiệm. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu. Câu 1. Kết quả của phép tính. 11.000 cộng 3.000 bằng bao nhiêu? Vậy 11.000 cộng 3.000 bằng 14.000. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án A. 14.000. Câu số 2. Giá tiền của một cái bút máy là 24.000 đồng. Giá tiền của một cặp sách là 90.000 đồng. Hỏi mua một cặp sách và một bút máy hết bao nhiêu tiền? Một cái bút máy là 24.000 cộng với một cặp sách 90.000 là 114.000 đồng. Đáp án chính xác của chúng ta là C. Câu 3. Chương trình thiếu nhi có 2.345 lượt xem. Chương trình ca nhạc có 3.456 lượt xem. Cả hai chương trình có số lượt xem là. Như vậy để biết được cả hai chương trình có bao nhiêu lượt xem thì chúng ta lấy số lượt xem của chương trình thiếu nhi cộng với số lượt xem của chương trình ca nhạc. Ta lấy 2.345 cộng 3.456 bằng 5.801 lượt. Như vậy đáp án của chúng ta là B. Câu số 4, chấm 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 nhân 8 bằng 132 cộng 324. Ở bài này để làm được thì chúng ta thấy có hai vế. Vế bên trái thì vướng ở ẩn số và vế bên phải đã thực hiện được thì các bạn nên làm vướng bên phải trước. Lấy 132 cộng với lại 234 bằng 456. Bây giờ ta thấy này, ô trống nhân 8 bằng 456, đây chính là tìm thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Ta lấy 456 chia cho 8. Tháo về đáp án chính xác của chúng ta là C, 57. Câu số 5, đường gấp khúc A, B, C, D, E có độ dài các cạnh AB bằng BC và bằng 113 cm. CD bằng 115 cm, DE bằng 119 cm. Vậy độ dài đường khúc ABCDE dài bao nhiêu decimet? Ở đây tôi thấy này, cạnh AB bằng cạnh BC là bằng 113, rồi cạnh CD thì bằng 115, cạnh DE bằng 119. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện lấy hai lần cạnh AB cộng với tức là 113 nhân 2 cộng 115 cộng tiếp 119. Ta sẽ được kết quả bằng 460 cm, nhưng mà ở đây đơn vị là decimet, vậy chúng ta sẽ không chọn đáp án A mà là chọn đáp án B là 46 decimet. Vì 46 decimet bằng 460 cm. Câu số 6, tổng của hai số là 508.323 và 467.895 là bao nhiêu? Tìm tổng thì ta thực hiện phép tính cộng, lấy hai số này lại cộng với nhau và chúng ta thực hiện phép tính, ta được kết quả là 976.218. Đáp án là D. Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 58.015 m, giờ thứ hai chạy được ít hơn giờ thứ nhất 16.030 m. Cả 2 giờ ô tô chạy được bao nhiêu km? Như vậy, giờ thứ 2 ta chưa biết thì ta lấy 58.015 m trừ cho 16.030 m là ra giờ thứ 2. Rồi cả 2 giờ thì ta lấy giờ thứ nhất 58.015 cộng với giờ thứ 2 mà chúng ta vừa tìm được. Sau đó chúng ta đổi ra đơn vị đo là km. Vậy chúng ta sẽ được kết quả là 100 km. Đáp án của chúng ta là C. Câu số 8, tổng của hai số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số với số lớn nhất có 4 chữ số là 0, 10.001,
là số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số và số lớn nhất có số lớn nhất có 4 chữ số là số 9999. Đây là số lớn nhất có 4 chữ số. Ta thực hiện phép tính cộng này thì chúng ta tìm được kết quả là bằng 20.000. Đáp án chính xác của chúng ta là A, 20.000. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tự luận. Ở bài 1, viết số thích hợp vào chỗ chấm 4.000 giây đổi ra giờ, phút và giây. Ta thực hiện lấy 4.000 giây chia cho 60, vì bộ 60 giây thì bằng 1 phút. Sau đó lại ta tiếp tục chia tiếp cho 60 nữa để ra giờ. Ta lấy 4.000 chia cho 60. Được 6 lần, 66 36 dư 4. 40 chia cho 6 được 6 lần. 6 x 6 bằng 36 và dư 4. À, như vậy ta được 66 phút và 40 giây. 66 phút này chia cho 60 nữa ta được 1 giờ. Như vậy kết quả chúng ta sẽ được là 1 giờ 6 phút 40 giây. Các bạn xin điền kết quả ở đây là 1 giờ này 6 phút 40 giây. Một ngày bằng bao nhiêu giây? Một ngày thì có 24 giờ. 24 giờ chúng ta nhân với 60. Nhân với 60 chúng ta sẽ được ra số phút. Là bằng 1440. Một ngày bằng 1440 phút. 1440 phút lại nhân với 60 nữa thì ta sẽ được kết quả là 86.400. Ta được kết quả là 86.400 giây. 7 tấn 15 kg đổi ra kg. Ta thấy 1 tấn thì bằng 1.000 kg. 7 tấn sẽ bằng 7.000 kg. 7.000 cộng 15 bằng 7.015. Đơn vị là kg. Bài 2. Một trang trại nuôi gà ngày đầu bán được 3.756 con gà, ngày thứ hai bán được 1.252 con gà, ngày thứ ba bán bằng tổng của hai ngày đầu, hoặc cả 3 ngày bán được bao nhiêu con gà? Bài toán này cho biết gì? Bài toán này cho biết là ngày đầu bán được 3.756 con gà và cho biết là ngày thứ hai bán được 1.252 con gà, ngày thứ ba chưa biết. Nhưng mà biết ngày thứ ba bằng tổng của hai ngày đầu, hoặc cả 3 ngày bán được bao nhiêu con gà. Vậy chúng ta sẽ trả lời như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm xem ngày thứ ba bán được bao nhiêu con gà. Ta lấy 3.756 cộng 1.252. 3.756 cộng với 1.252 và được kết quả bằng 5.008 con.
Cả 3 ngày ta lấy ngày thứ nhất cộng ngày thứ hai cộng ngày thứ ba. À, ở bài này thì chúng ta có nhiều cách giải khác nhau. Ta lấy ngày thứ nhất là 3.756 cộng với ngày thứ hai là 1.252 và cộng tiếp với ngày thứ ba là 5.008. Và kết quả ta tìm được là 10.016. Và ta ghi đáp số là 10.016 con gà. Tuy nhiên chúng ta còn có được những cách khác nha. À, cách khác. Cách khác ở đây ta thấy này, ngày ngày thứ nhất cộng ngày thứ hai là ngày được 5.008 con gà. Và cũng chính là ngày thứ ba. Như vậy ta có thể lấy 5.008 cộng 5.008 bằng 10.016 cũng được. À, cách khác thì chúng ta có thể lấy tiện 5.008 cộng, đây là phương án thứ ba nhé, cộng luôn với 5.008 và ta cũng bằng được kết quả là 10.016. Thì đây là cách khác. Ngoài ra thì chúng ta có thể ta lấy lý luận luôn là vì ngày thứ hai, ngày thứ nhất và ngày thứ hai, tổng ngày thứ nhất thứ hai bằng với lại ngày thứ ba, vậy ta chỉ tỷ lấy ngày thứ ba nhân với hai là cũng ra được kết quả này. Đấy, như vậy chúng ta có nhiều cách để ra thực hiện phép tính thứ ba. Bài tập số 3. Tổng của hai số là 750, số thứ hai là 250, hỏi số thứ nhất là bao nhiêu? À, đây bài này người ta cho biết tổng của hai số. À, cho biết số thứ hai và hỏi gì? Số thứ nhất. Đây chính là dạng toán tìm thành phần chưa biết của phép tính cộng. Muốn tìm thành phần chưa biết của phép tính cộng thì ta gì? Lấy tổng trừ đi số hạng kia. Vậy tôi trả lời số hạng thứ nhất là các bạn sẽ lấy tổng là 750 trừ đi số hạng thứ hạng 2 là 250 và ta được kết quả là 500. Ta ghi đáp số là 500.
Như vậy vừa rồi thầy đã hướng dẫn các em làm xong phiếu bài tập cuối tuần môn toán lớp 4 tuần 10. Chúc các em chăm ngoan học giỏi, hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.